Xin mến chào tất cả các em học sinh tiểu học thân yêu đang đến với trang http://tiểuhocvn.info. Các em ạ, hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em cách làm bài tập toán năm cuối tuần tuần 21 với chủ đề giải toán dạng cắt ghép hình hình hộp chữ nhật tuần 21. Hãy tải bài tập cuối tuần miễn phí này tại link ở phía dưới hay truy cập vào trang http://tiểuhocvn.info để có bài giải này. Mục tiêu cần đạt của tiết học này: chúng ta củng cố về cách tính diện tích hình chữ nhật, hình tam giác, hình thang, hình tròn. Chúng ta củng cố về cách tính diện tích xung quanh dĩnh toàn phần của hình hộp chữ nhật và vận dụng giải toán có nội dung thực tế. Có 7 bài tập với 4 mức độ cho các em cần làm. Chúng ta đã rõ yêu cầu, thầy cùng em bắt đầu làm lần lượt một trong 7 bài tập đó. Bài tập 1 yêu cầu tính diện tích mảnh đất có kích thước như hình vẽ bên. Các bạn chú ý, đây là một hình đặc biệt. Để tính được hình đặc biệt này thì các em phải đưa chúng về các hình cơ bản chúng ta đã học. Theo em, có rất nhiều cách làm ở bài này, nhưng ta có cách đưa về hình cơ bản dễ nhất là từ A, ta kẻ đường AD, chia cái hình này ra thành hai hình chữ nhật, đó là hình chữ nhật BCDA và hình chữ nhật QMNP. Vậy ta được hai hình chữ nhật này rồi, ta tính từng diện tích riêng lẻ của từng hình chữ nhật rồi, sau đó là cộng lại thì sẽ ra diện tích của mảnh đất bên. Vậy để giải được bài này thì chúng ta tính được ngay diện tích hình chữ nhật BCDA. Vậy ta giải như sau: ta có thể chia mảnh đất bên thành hai hình chữ nhật ABCD, ABCD và hình chữ nhật QMNP. Tính diện tích hình chữ nhật QMNP là ta biết ngay chiều dài bằng 25m, chiều rộng bằng 8,5m. Vậy lấy dài nhân rộng thì bằng 212,5m². Sau đó ta tìm chiều dài hình chữ nhật AD là chiều dài hình chữ nhật AD hay là độ dài đoạn AD là cái lời giải này ta dùng là độ dài đoạn AD là ta lấy 25 ta trừ đi 8,3 trừ 6,6 bằng 10,1m. Biết chiều dài của hình trên này bằng 10,1m và chiều rộng bằng 6m thì ta có diện tích chữ nhật ABCD là 10,1 x 6 bằng 60,6m. Sau đó ta tìm diện tích mảnh đất bên là ta lấy 212,5 cộng với 60,6 bằng 273,1m², đáp số 273,1m². Bài tập số 1 chúng ta đã giải bằng cách cắt ghép hình. Điều đó có nghĩa rằng cứ một hình phức tạp, muốn giải được hình đó tính diện tích thì chúng ta bằng cách cắt về chia chúng thành các hình cơ bản, sau đó cộng lại với nhau, ta đã làm xong bài tập số 1. Bây giờ thầy cùng em chuyển sang bài số 2. Bài số 2 yêu cầu đúng ghi D, sai ghi SC. Có nội dung sau: một khu đất có dạng như hình vẽ bên, biết có AB bằng 25m, đây là AB bằng 25m này. Có NC bằng 15m, NC đây. Có AM bằng 32m, AM đây. Có MD bằng 19m. Vậy chúng ta có các nhận định, ba nhận định này. Yêu cầu thứ nhất, tính diện tích mảnh đất hình thang ABCM, ABCM. Cái thứ hai, tính diện tích hình tam giác CMD, CMD. Cái thứ ba, tính diện tích cả khu đất. Vậy khu đất này ta có thể chia thành hai hình, một hình thang và một hình tam giác. Sau đó ta tính từng diện tích đơn lẻ để tính được diện tích khu đất. Vậy ta sẽ làm như sau: khu đất bên ta có thể chia thành một hình thang ABCM, ABCM đây và một hình tam giác MCD, MCD. Thứ nhất, độ dài đoạn MC là cái này bằng 25m thì cái MN cũng bằng 25m, vì từ B hạ đường vuông góc xuống thì ta tạo thành hình chữ nhật ABNM. Vậy cái này bằng 25m rồi này. Cái này bằng 15m thì MC tính ngay được MC bằng 40m. Cái hình trong hình tam giác MCD có MD bằng 19m mà MC vừa tính bằng 40m. Vậy diện tích tam giác MCD là ta lấy tức là lấy đáy nhân chiều cao rồi chia cho 2 bằng 380m². Vậy ta có diện tích đầu bằng 380m². Thứ hai, tính diện tích hình thang ABCM là ta lấy 40, ta vừa tính được là đáy lớn
cộng đáy bé là 2 năm, nhân chiều cao là 32, chia cho 2 thì bằng 1040m². Vậy, từ hai diện tích riêng lẻ trên, ta có thể tính được diện tích mảnh đất hình bên là ta lấy 1040m² của diện tích hình thang, cộng với 380 là diện tích của hình tam giác, ta được 1420m². Và ta đáp số 1420m². Sau đó, ta quay về nội dung bài. Câu nhận định A, diện tích mảnh đất hình thang ABCM bằng 2080m². Đây là nhận định sai, chỉ bằng 1040m² thôi. Tiếp tục, diện tích mảnh đất hình tam giác CMD là 380m². Đây là nhận định đúng, vì ta phải tính ra bằng 380m². Và sau đó, diện tích cả khu đất bằng 1420m². Đây cũng là nhận định đúng. Vậy, đáp án của chúng ta là sai, đúng, đúng. Bài tập 2 chúng ta đã giải xong. Bài 3 yêu cầu khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Người ta uốn một sợi dây thép thành hình như hình vẽ bên. Tính độ dài sợi dây thép đó là có 4 đáp án. Để tính được độ dài dây thép này thì ta nhớ cho thầy giáo cái đoạn này này. Độ dài dây thép chính là đường bao quanh của hình màu xanh này này. Thì gồm có hai đoạn thẳng bằng 5,5 dm và hai cái nửa hình tròn này có đường kính là 3 dm gấp ghép lại với nhau thành một hình tròn. Vậy tức là độ dài của hai nửa hình tròn này chính là chu vi của hình tròn. Vậy ta có cách giải như sau. Độ dài sợi dây bên ta có thể chia thành hai đoạn thẳng dài 5,5 dm và hai nửa hình tròn có đường kính là 3 dm. Ta ghép hai nửa hình tròn, ta được một chu vi hình tròn có đường kính là 3 dm. Sau đó em nhìn này, đấy, đường kính 3 dm nhá. Và chu vi của hình tròn là ta lấy 3 x 3,14, tức là lấy đường kính nhân 3,14 bằng 9,42 dm. Vậy ta đã áp dụng công thức chu vi bằng đường kính nhân với 3,14 và độ dài sợi dây ta tính được ngay. Ta chỉ việc lấy hai nửa hình tròn, ta cộng với 5,5 x 2 bằng 20,42 dm. Đáp số 20,42 dm. Nhận định nào đúng? Và ta chọn đáp án C là đáp án đúng của chúng ta. Chúng ta cùng nhau chuyển sang bài tập số 4. Bài 4 như sau. Một hình tam giác có độ dài đáy là 3/5m, diện tích là 2/5m², tính chiều cao của hình tam giác đó. Bài toán yêu cầu chúng ta tìm chiều cao của tam giác đó, ta phải dựa công thức sau. Muốn tìm diện tích hình tam giác, SC bằng A nhân H, trong đó A là đáy, H là chiều cao. Vậy, từ đó ta có thể suy ra muốn tìm chiều cao, ta phải lấy gấp đôi diện tích rồi chia cho cạnh đáy. Hoặc muốn tìm cạnh đáy, ta gấp đôi diện tích chia cho chiều cao. Vậy dựa vào đây ta áp dụng công thức thứ hai. Muốn tìm chiều cao, ta đã biết diện tích bằng 2/5 rồi. Ta gấp nhân với 2 lên, được bao nhiêu chia cho 3/5. Vậy chiều cao của hình tam giác đó là, ta chỉ việc lấy 2/5 là diện tích, ta gấp đôi lên rồi nó chia cho độ dài cạnh đáy là 3/5. 2/5 nhân 2 sẽ bằng 4/5. 4/5 mà ta chia cho 3/5 tức là ta nhân với 5/3 thì bằng 4/3m. Vậy ta trình bày 2/5 nhân 2 chia 3/5 bằng 4/3m. Đáp số 4/3m. Vậy bài toán đã được giải xong ở bài số 4. Chúng ta cùng nhau chuyển sang bài số 5. Bài số 5 có nội dung như sau. Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có chiều dài 7 dm, chiều rộng 5 dm và chiều cao 6 dm. Để giải được bài toán này thì người ta yêu cầu gì? Người ta cho một hình hộp chữ nhật có chiều dài 7m, chiều rộng bằng 5m và chiều cao bằng 6m. Yêu cầu tìm diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật đó. Để muốn làm được bài này thì ta phải hiểu được, ta phải nhớ được công thức. Muốn tìm diện tích xung quanh, ta phải lấy chu vi mặt đáy nhân với chiều cao cùng đơn vị đo. Còn muốn tìm diện tích toàn phần, ta lấy diện tích xung quanh cộng với diện tích hai mặt đáy. Áp dụng hai công thức này thì ta sẽ tính được diện tích xung quanh và tính được diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật. Vậy ta có cách giải như sau. Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là ta lấy chu vi mặt đáy này, tức là lấy 7 cộng 5 tất cả nhân với 2, được bao nhiêu nhân chiều cao là 6 bằng 144m². Vậy ta có diện tích xung quanh, ta làm xong cái ý đầu tiên. Tiếp tục ta tìm diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là ta lấy 144 ta cộng với 7 x 5 x 2 bằng 214m²,
và ta có hai đáp số. Đáp số thứ nhất bằng 144 mét vuông, đáp số thứ hai bằng 214 mét vuông. Vậy bài số 5 chúng ta đã làm xong. Thông qua bài 5 này, chúng ta củng cố về cách tính diện tích xung quanh dựng toàn phần của hình hộp chữ nhật. Thầy của em chuyển sang bài 6. Bài 6 có nội dung như sau. Người ta quét sơn mặt ngoài của một thùng dạng hình hộp chữ nhật không có lắp, có chiều dài 1,8m, chiều rộng 1,5m, chiều cao 1,4m, tính diện tích đã quét sơn. Để giải được bài toán này thì chúng ta chú ý các điểm sau. Thứ nhất, người ta cho biết một cái thùng không có lắp, vậy tức là chỉ có 5 mặt thôi. Và người ta quét sơn cái thùng này dài 1,8m và rộng 1,5m, cao những 1,4m cơ. Đúng không các em nhỉ? Sau đó là quét sơn, tức là quét sơn mặt này, mặt này, mặt này, mặt này, nhưng không quét mặt trên này và các mặt dưới này, quét sơn bên ngoài thôi. Vậy người ta gọi là quét mặt ngoài, có khi có cả quét mặt trong nữa, nhưng chỉ quét mặt ngoài thôi. Vậy ta sẽ làm như sau, tức là ta chỉ tính được diện tích xung quanh cộng với diện tích một mặt đáy ở dưới thì ta sẽ ra diện tích cần quét sơn. Ta giải như sau. Áp dụng công thức SC xung quanh bằng chu vi mặt đáy nhân với chiều cao. Còn SC toàn phần bằng diện tích xung quanh cộng diện tích hai mặt đáy. Nhưng với bài này ta không cộng với diện tích hai mặt đáy mà chỉ cộng với diện tích một mặt đáy, bởi vì cái thùng này không có lắp. Ta giải như sau. Bài giải. Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật là ta lấy 1,8 là chiều dài cộng với số đo chiều rộng được bao nhiêu nhân với 2 thành chu vi mặt đáy, rồi nhân với chiều cao 1,4 bằng 9,24 m². Diện tích đã quét sơn của hộp là ta chỉ việc lấy diện tích xung quanh là 9,24, ta cộng với diện tích quần mặt chính là 1,8 nhân 1,5 được bao nhiêu, ta cộng với cái này thì sẽ bằng 11,94 m², và ta có đáp số 11,94 m². Vậy bài toán 6 đã được giải xong. Thầy cùng em chuyển sang bài số 7. Bài toán số 7 yêu cầu như sau. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Một mảnh đất có dạng hình như bên. Biết AB bằng 15m, CD bằng 15,5m, ED bằng 11m, AG bằng BE và bằng 40,5. AG này bằng BE này bằng 40,5m, GH, HG, HG bằng 10m. Yêu cầu tính diện tích mảnh bên. Các bạn ạ, với mảnh bên này thì ta, mảnh đất bên này thì ta có thể chia thành hai hình thang. Hình thang thứ nhất có xuất hiện đó là hình thang ABEH. Hình thang thứ hai đó là hình thang CDEB. Vậy ta tính diện tích từng hình thang riêng lẻ, sau đó cộng vào ta sẽ được diện tích hình mảnh đất bên. Vậy thứ nhất, để tính được diện tích hình thang ABEH thì ta phải biết độ dài đáy thứ nhất lớn là HE, độ dài đáy bé là AB và chiều cao là AG. AG bằng 40,5m rồi, AB bằng 15m rồi, nhưng HE chưa biết. Nhưng các bạn thấy rằng cái này bằng 15 này, trong hình chữ nhật ABEG thì EG cũng bằng 15. Vậy HE sẽ là độ dài HE là 10 cộng với 15, cái này là 10 cộng 15 sẽ bằng 25m. Vậy biết đáy lớn bằng 25m, đáy bé 15, chiều cao 40 thì ta sẽ có diện tích hình thang ABEH là lấy 15 cộng 25 được bao nhiêu nhân 40,5 thì chia 2 bằng 810m². Sau đó các em tính diện tích của hình thang BCDE và ta có diện tích hình thang CDEB là các bạn lấy đáy lớn là 40,5 chính là chiều cao của hình thang này, đúng không? Đáy lớn các bạn cộng với đáy nhỏ là 15,5, các bạn nhân chiều cao chính là 11m, rồi bạn chia 2 bằng 308m². Sau đó diện tích mảnh đất bên là đáy 810 cộng 308 bằng 1118m². Vậy đáp số ở đây là 1118m². Trong 4 đáp án này thì đáp án B là đáp án đúng của bài này. Vậy ta chọn B. Các em ạ, 7 bài tập trong phiếu bài tập cuối tuần toán 5 tuần 21 theo kiến thức kỹ năng rất là hay đã giúp các em hoàn thành. Và thầy mong rằng các em hãy vào trang http://tiểuhocvn.info để có những bài giải bài tập cuối tuần toán 5 đầy đủ hơn. Và các em có thể xem tiếp bài giảng của thầy. Thầy mong các em hãy đăng ký làm thành viên để nhận những bài giải tiếp theo của thầy.
Và cuối cùng, thầy xin chúc các em có buổi học vui vẻ. Hẹn gặp lại các em ở bài giảng lần sau. Goodbye for now.